Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam tìm cách ngăn chặn việc Trung Quốc hạ máy bay trên đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Việt Nam chủ trì phiên họp Ủy ban ASEAN tại Mỹ với sự tham dự của đại sứ 10 nước ASEAN, đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Hội đồng An ninh Quốc gia và Bộ Quốc phòng Mỹ. Vietnam Airlines lên tiếng về sự việc hơn 300 du học sinh Việt Nam tại Australia bị lừa mua vé máy bay giả về Việt Nam. Và sau đây là thông tin chi tiết. Trong những ngày gần đây, máy bay Trung Quốc luôn bay trong và cắt ngang một số tuyến đường hàng không trong vùng thông báo bay Hồ Chí Minh do Việt Nam quản lý nhưng không liên lạc với cơ quan không lưu. Cục Hàng không Việt Nam cho biết đây là vụ việc mới được phát hiện và chưa từng xảy ra trong những năm gần đây. Hiện Việt Nam đã thông báo lên Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế để tìm cách ngăn chặn hành động này do ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn bay của Việt Nam cũng như khu vực. Cho đến 8.000 và có trường hợp đặc biệt lên đến. Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Lại Xuân Thanh cho biết, kể từ ngày 1 đến ngày hôm nay, Trung Quốc đã liên tiếp thực hiện 46 chuyến bay vào trong và cắt ngang vùng thông báo bay Hồ Chí Minh do Việt Nam quản lý để xâm phạm vào quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Trong đó, ngày 6 tháng 1 vừa qua, hai máy bay dân sự cỡ lớn của Trung Quốc đã hạ cánh xuống sân bay mà Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp trên đảo đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Còn cách đây 6 ngày, Trung Quốc đã tiến hành các chuyến bay thử nghiệm. Theo quy định của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, khi máy bay bay vào vùng trời có kiểm soát phải nộp thông báo bay, kế hoạch bay cho cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu liên quan và thiết lập liên lạc thoại với Trung tâm Kiểm soát Đường dài Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, phía Trung Quốc đã không thực hiện các quy định này của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế. Và trong đó có những cái đường bay thuộc diện là nhộn nhịp nhất thế giới và cái mực bay tối thiểu của các đường không có thể xuống là đến 4.000 mét, trong khi các cái hoạt động vừa rồi của các tàu bay Trung Quốc đã khai thác cái mực bay từ 5.000 cho đến 8.000 mét và có những cái chuyến bay họ đã sử dụng cái độ cao lên đến 10.000 mét mà không thực hiện bất kỳ những cái quy tắc nào của quốc tế liên quan đến hoạt động bay, không nộp thông báo bay trước cho cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu của Việt Nam, khi thực hiện bay không thông báo bay, không thiết lập liên lạc thoại với cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu của Việt Nam, trong khi họ cắt thẳng ngang qua đường hàng không trên biển như vậy, với cái mật độ bay của những đường hàng không như vậy. Như vậy là nó uy hiếp nghiêm trọng đến cái an toàn khai thác bay trên Biển Đông. Đó, cụ thể là trong vùng thông báo bay Hồ Chí Minh và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái hoạt động khai thác bay bình thường ở trong khu vực. Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam cho biết đây là vụ việc mới được phát hiện và chưa từng xảy ra trong những năm gần đây. Sau khi nhận được các thông tin về máy bay của Trung Quốc, Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam đã thông báo cho Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế để có các giải pháp đối với các máy bay gây uy hiếp an toàn bay, đồng thời thông báo cho các nước trong khu vực để phối hợp khuyến cáo và phản đối việc xâm phạm an toàn hàng không của Trung Quốc. Theo hãng tin AFP, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày hôm qua cũng đã cảnh báo việc máy bay Trung Quốc hạ cánh xuống sân bay mà Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp trên đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam trong thời gian gần đây là hành động làm gia tăng căng thẳng và bất ổn trong khu vực. AFP trích lời người phát ngôn Lầu Năm Góc Peter Cook rằng, rõ ràng chúng tôi quan ngại về những chuyến bay này, cũng như tất cả những hành động của Trung Quốc tại các hòn đảo có tranh chấp ở Biển Đông. Bất cứ động thái của bất cứ quốc gia nào làm gia tăng căng thẳng liên quan đến những hòn đảo tranh chấp này, cũng như việc tìm cách quân sự hóa hay tiến hành những động thái bồi lấn tại các hòn đảo này sẽ chỉ gây thêm bất ổn trên Biển Đông. Mỹ kêu gọi một số giải pháp ngoại giao cho các vấn đề trên Biển Đông và những chuyến bay này không hề giúp tăng cường sự ổn định và hiểu biết lẫn nhau tại khu vực. Phiên họp thường kỳ của Ủy ban ASEAN tại Mỹ và cuộc gặp ASEAN-Mỹ đã được tổ chức tại Washington ngày hôm qua mùng 7 tháng 1. Đại sứ Việt Nam tại Mỹ đã chủ trì cuộc họp với sự tham dự của đại sứ 10 nước ASEAN, đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Hội đồng An ninh Quốc gia và Bộ Quốc phòng Mỹ. Phiên họp ASEAN và ASEAN-Mỹ tại thủ đô Washington DC diễn ra ngay sau khi cộng đồng ASEAN vừa ra đời. Quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Mỹ cũng vừa mới được thiết lập. Dưới sự chủ trì của phía Việt Nam, 10 nước ASEAN đã thảo luận về chương trình hành động trong năm 2016 nhằm làm sâu sắc hơn
mối quan hệ Mỹ-ASEAN, trong đó tập trung vào 5 ưu tiên hợp tác. Đó là cái tăng cường hơn nữa cái liên kết và hợp tác về kinh tế. Cái thứ hai nữa là tăng cường hợp tác về hòa bình an ninh, trong đó có an ninh hàng hải và đương nhiên là có vấn đề Biển Đông. Cái thứ ba nữa là làm sao để ứng phó với những thách thức xuyên biên giới, xuyên quốc gia. Một điểm nữa đó là tăng cường hơn nữa cái hợp tác về mặt giáo dục đào tạo. Và cuối cùng là vấn đề thúc đẩy cái giao lưu nhân dân. Trong phần trao đổi giữa đại sứ các nước ASEAN với phía Mỹ, các bên đã tập trung thảo luận về những nội dung chuẩn bị cho hội nghị cấp cao Mỹ-ASEAN lần đầu tiên sẽ được tổ chức trên đất Mỹ. Hội nghị này được coi là sự kiện lịch sử, tạo động lực cho quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Mỹ. Hội nghị thượng đỉnh phản ánh cam kết mạnh mẽ của chính quyền Tổng thống Obama và cả các chính quyền Mỹ trong tương lai đối với chính sách tái cân bằng sang châu Á. Đây là cơ hội để các nhà lãnh đạo trao đổi cởi mở, không chính thức về các thách thức an ninh, cơ hội kinh tế và một số vấn đề toàn cầu. Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, những căng thẳng và diễn biến mới tại Biển Đông cũng sẽ là một chủ đề được thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN. Sáng ngày 8 tháng 1 tại Hà Nội, Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội phối hợp với Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, Bộ Công Thương đã tổ chức tọa đàm với chủ đề cơ hội cho doanh nghiệp thành phố Hà Nội khi tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN. Thông qua buổi tọa đàm, các doanh nghiệp và đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ có cơ hội cùng các nhà chiến lược của Việt Nam và một số nước trong khu vực cùng hoạch định cách thức, phương pháp nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp các nước trong khối ASEAN trong thời gian tới. Đại diện của nhiều doanh nghiệp đã đánh giá cao chất lượng buổi tọa đàm với nhiều tham luận có giá trị cung cấp thông tin cũng như đưa ra những giải pháp để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu có thể hoạch định những cách thức, phương pháp nâng cao hiệu quả hợp tác với các nước trong khu vực khi mà những định chế của khu vực kinh tế ASEAN có hiệu lực. Những cái tọa đàm dạng như thế này ấy, thì có lẽ là nó đi vào đúng cái nhu cầu của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đang rất cần các cái thông tin. AC là thế nào, AC sẽ làm cái gì, chúng ta có cơ hội và thách thức như thế nào. Về mà những cái cuộc tọa đàm như này là tôi nghĩ là rất là bổ ích. Qua những buổi tọa đàm này mình hiểu được rằng là những cái lợi ích của những cái quá trình hội nhập, để doanh nghiệp chúng ta cần phải chuẩn bị cái gì và làm cái gì để hội nhập và đưa cái sản phẩm của mình đến với các nước và sự cạnh tranh của các cái nước ở trong cái khối nó như thế nào. Qua khảo sát thì tỷ lệ các doanh nghiệp Việt Nam nắm được những thông tin cơ bản về AEC là khá thấp, chỉ khoảng gần 40%, và một trong những nguyên nhân được chỉ ra là đa số các doanh nghiệp chúng ta là doanh nghiệp vừa và nhỏ, nên chúng ta chưa có một cái tư duy mang tính chiến lược dài hạn và do đó là chưa quan tâm để mà đưa vào hình thành cái chiến lược dài hạn của mình. Thế thì như thế vậy, tôi nghĩ là nó sẽ là khiến cho doanh nghiệp trong cái quá trình hoạt động kinh doanh của mình sẽ bị động khi mà những cái thách thức hoặc những cái thời cơ nó đến. Singapore, quốc gia được đánh giá là có tỷ lệ cao các doanh nghiệp hiểu rõ về cơ chế của cộng đồng kinh tế ASEAN cũng như nắm chắc cơ hội khi mà AEC hình thành, đã đúc rút ra những kinh nghiệm. Điều mà Singapore thực hiện là đăng tải thông tin trên các website. Vì Singapore là nước sử dụng Internet rất nhiều, chúng tôi còn có các cơ quan chuyên trách về thương mại kinh tế kết nối với các tập đoàn của Singapore, những hiệp hội chuyên quản lý thông tin. Những hiệp hội này giúp người dân và doanh nghiệp Singapore hiểu rõ hơn về AEC. Bằng cách này thì doanh nghiệp có thể cùng gắn kết với nhau để hội nhập trong môi trường kinh tế của khu vực. Đại diện của nhiều doanh nghiệp cho rằng những cái buổi tọa đàm như thế này sẽ rất hữu ích đối với các doanh nghiệp, tạo cơ hội để cho các doanh nghiệp tìm hiểu thêm về những cái thông tin về cộng đồng kinh tế chung ASEAN cũng như là những cái hiệp định thương mại mà Việt Nam đã và đang tiếp tục sẽ ký kết trong thời gian tới. Trong năm 2016, kinh tế Việt Nam không chỉ hướng tới các mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát ở mức thấp hay là tăng trưởng GDP ở mức hợp lý, mà còn phải trông chừng các biến động trên thế giới như giá dầu, sự trồi sụt của nền kinh tế Mỹ, Trung Quốc hay là Nhật Bản và EU. Bởi vậy, những chính sách kinh tế không chỉ hướng tới việc hoàn thành các mục tiêu vĩ mô mà còn phải tường đón và chống đỡ các cú sốc của kinh tế thế giới. Do vậy, chủ động thích ứng và linh hoạt hơn nhằm giảm thiểu các tác động bất lợi từ bên ngoài cũng là khuyến nghị được các chuyên gia đưa ra khi nói về chính sách tiền tệ trong năm 2016. Tại hội thảo,
vai trò của chính sách tiền tệ trong việc nâng cao khả năng hấp thụ các cú sốc từ bên ngoài đối với kinh tế Việt Nam. Nhiều chuyên gia đã cho rằng những biến động của các nền kinh tế như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản hay là EU sẽ ngày càng ảnh hưởng trực tiếp tới lạm phát, tăng trưởng, thương mại, đầu tư, tài chính của Việt Nam. Những nền kinh tế đó cũng là những cái đối tác thương mại, những cái đối tác đầu tư, những đối tác vay nợ tài chính rất là lớn của Việt Nam, thì có thể nói là cũng sẽ tác động rất nhiều tới cái nền kinh tế Việt Nam nói chung, tới cái tăng trưởng kinh tế cũng như là tới vấn đề về kiểm soát và kiểm chế lạm phát trong năm 2016. Và theo tôi thì những cái biến số này cũng cần phải đưa vào tính toán về các cái phương án để điều hành kinh tế nhằm đạt được cái mục tiêu về tăng trưởng cũng như kiểm soát lạm phát trong năm 2016. Thực tế, những ứng phó gần đây của Việt Nam trước việc Trung Quốc điều chỉnh đồng nhân dân tệ hay là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất thì sự đồng chuyển động của Việt Nam cũng đã diễn ra. Hạ lãi suất tiền gửi ngoại tệ về 0% hay áp dụng tỷ giá trung tâm được coi là sự chủ động để ứng phó. Chính sách tiền tệ của Việt Nam trong thời gian gần đây khá uyển chuyển và linh hoạt. Vai trò điều tiết của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng khá rõ nét. Đưa lãi suất tiền gửi ngoại tệ về 0% là bước đi quyết liệt. Thứ hai là trước các thay đổi mang tính bất ngờ của Trung Quốc khi giảm giá mạnh đồng nhân dân tệ, thì Việt Nam cũng đã thích ứng khá nhanh. Do vậy, nền kinh tế sẽ tránh khỏi sự điều hành giật cục. Tôi hy vọng những phương thức điều hành này sẽ tiếp tục được thực hiện. Tỷ giá hối đoái của Việt Nam đã được công bố hàng ngày, nó có tính linh hoạt hơn và có tính gọi là quốc tế hơn. Và đấy tôi cho rằng là một trong những cái cải cách vô cùng quan trọng, có thể nói là một bước tiến vô cùng quan trọng về cơ chế điều hành tỷ giá và khiến cho chúng ta bớt những cái lo ngại là điều hành giật cục. Gắn liền với nó là các cái cam kết phải bỏ dự trữ ngoại tệ ra để mà đảm bảo cho những cái cam kết như vậy. Để không bị động trước những biến động từ những cú sốc của kinh tế thế giới, thì kinh tế Việt Nam và chính sách tiền tệ cần có sự chuẩn bị các kịch bản lường đón là yêu cầu đang đặt ra. Sự chủ động để thích ứng sẽ ngày càng rõ hơn trong việc điều hành chính sách tiền tệ, không chỉ trong năm 2016 mà còn của cả những năm tiếp theo. Sáng ngày 8 tháng 1 tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi ra mắt dự thảo thông tư phát hành và giao dịch sản phẩm chứng quyền có đảm bảo. Với sản phẩm này, nhà đầu tư có thể mua hoặc bán một loại tài sản cơ sở với một khối lượng xác định từ công ty phát hành ở một mức giá trước hoặc tại thời điểm xác định. Đây được coi là một công cụ tốt để nhà đầu tư thực hiện phòng vệ rủi ro trước biến động của thị trường. Còn đối với công ty phát hành, sản phẩm này sẽ giúp các công ty đa dạng giữ ổn định nguồn thu ngay cả khi thị trường giảm giá một chiều. Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 12 của Đảng đã nêu một vấn đề rất hệ trọng, đó là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đây cũng là một trong những nội dung được người dân rất quan tâm. Trả lời cho vấn đề trên, dự thảo báo cáo chính trị đã đề cập khá rõ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trên cơ sở đánh giá sâu sắc tình hình công tác xây dựng Đảng 5 năm qua 2011-2015, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm. Dự thảo đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, trước hết phải kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thứ hai, tăng cường rèn luyện phẩm chất, đạo đức, cách mạng của cán bộ, đảng viên. Thứ ba, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược vững mạnh, trong đó gồm 10 nội dung mà công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ tới cần tập trung làm tốt. Đây là những vấn đề cơ bản, quan trọng và cấp bách về xây dựng đảng trong thời kỳ mới. Và để làm rõ hơn những nội dung tăng cường xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu thời kỳ đổi mới trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 12 của Đảng, tiểu mục hướng tới Đại hội Đảng tuần này, phóng viên của chúng tôi đã có bài phỏng vấn với Phó Giáo sư Tiến sĩ Quách Sĩ Hùng, giảng viên cao cấp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn. Thưa ông, một trong những cái nội dung quan trọng mà trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 12 lần này có đề cập đó là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Vậy thì theo ông, trong cái bối cảnh hội nhập và đổi mới hiện nay thì cái nội dung này cá nhân ông hiểu như thế nào? Tiêu đề của báo cáo chính trị nói là xây dựng Đảng trong sạch và nâng cao sức chiến đấu của Đảng. Thế thì tại sao lại là xây dựng Đảng trong sạch?
thì mới nâng cao được sức chiến đấu của đảng. Chứ là vấn đề ở đây là xây dựng đảng là mạnh cả về tư tưởng, cả tổ chức và cả con người. Thì trong ba mục tiêu này nó có mối quan hệ rất là mật thiết với nhau. Tôi nói thí dụ như là xây dựng đảng mạnh về chính trị, về chính trị tư tưởng, thì nội dung văn kiện nó sẽ là một cái thời điểm, một cái mốc rất quan trọng để đảng định hướng cho cái sự vận động phát triển của cả dân tộc mình, của cả đất nước mình. Đặc biệt là trong điều kiện thế giới hiện nay, về chính trị, về kinh tế, về những cái mà nó xung đột, những cái chiến tranh cục bộ xảy nhiều nơi. Và chưa bao giờ cái lợi ích dân tộc quốc gia nó lớn như thế này, kể cả các nước lớn. Và chúng ta cũng không phải là lớn, chúng ta không nhỏ. Là cái vị trí địa lý của chúng ta nữa, cái địa chính trị, cái kinh tế của chúng ta nữa. Thì cái mạnh về chính trị tư tưởng là phải nội dung văn kiện. Thưa ông, tập trung xây dựng cán bộ là một trong những cái giải pháp then chốt trong công tác xây dựng đảng. Và theo ông thì trong cái bối cảnh hiện nay, cái công tác này cần được có những cái giải pháp cụ thể như thế nào? Chúng ta đánh giá cán bộ ấy, kiểm điểm cán bộ ấy, lựa chọn cán bộ ấy, là từ thực tiễn. Rằng anh đối chiếu với điều lệ đảng, kỷ luật đảng, đối chiếu thứ hai là hiến pháp pháp luật, thì anh có vi phạm không? Tôi rất thích câu nói một số cán bộ lớp trẻ mới rồi vừa được bầu ở cái đại hội đảng cấp tỉnh. Mọi lời hứa không bằng thực tiễn, nhưng mà người ta dám nói là nếu tôi không làm được thì tôi nghỉ. Đấy, thì làm được như đến mức nào thì làm như thế nào thì phải đối chiếu với chức năng nhiệm vụ quy định trong luật đấy. Mà tôi cho là gần đây chúng ta rất thiếu cái quy định về trách nhiệm quyền hạn của người đứng đầu các cơ quan nhà nước, lập pháp, hành pháp, nhất là hành pháp. Tôi cho rằng trong cái nhiệm người gửi xây dựng đảng, ta làm toàn diện đi, ta có cơ chế đi, ta có chính sách đi, ta có phương pháp đi, và được cụ thể bằng luật đi, thì tôi nghĩ rằng nhân dân người ta mới tin tưởng. Thưa ông, trong cái nhiệm kỳ vừa qua thì dưới sự lãnh đạo của Đảng thì cái công cuộc đổi mới đất nước đã được nhân dân ghi nhận là đã có những cái thành công nhất định. Tuy nhiên cũng vẫn còn những cái hạn chế. Vậy thì theo ông, những cái hạn chế đó được chỉ ra là gì, và ông có thể cho biết những cái nguyên nhân của những cái hạn chế đó? Thì có thể nói rằng chúng ta trong 30 năm đổi mới, đặc biệt là 10 năm gần đây, thì phải khẳng định cái thành tựu đổi mới của chúng ta về kinh tế. Cái thứ hai là về cái nâng cao được mức sống, đời sống của nhân dân nói chung. Thế rồi thì vấn đề chính trị trên trường quốc tế thì chưa bao giờ vị thế của đảng ta nói riêng và dân tộc ta, đất nước ta nói chung chưa bao giờ cao như thế này. Thì có thể nói là Việt Nam đi những bước vững chắc, những cái kết quả thành tựu ấy nó tạo cái tiền đề cơ sở rất quan trọng cho tiến sang một cái giai đoạn mới. Đấy, nhưng mà có những cái hạn chế. Tôi thì tôi nghĩ cái hạn chế lớn nhất ý, là chúng ta không kịp thời là xây dựng hoàn thiện cái thể chế kinh tế thị trường. Đấy, cái này là cái chúng ta hơi chậm. Cho nên là chúng ta trong kinh tế chúng ta có thành tựu nhưng mà chúng ta cũng vấp váp nhiều. Đảng lãnh đạo về kinh tế thì tôi nghĩ rằng đảng không kịp thời. Nhiều khi chính phủ thì có đảng đoàn thôi, nhưng cái kiểm soát của đảng thì tôi nghĩ thế này này, đảng lãnh đạo nhưng không kiểm tra ấy, là coi như không lãnh đạo. Nhưng cái khâu kiểm tra giám sát của đảng trong hoạt động kinh tế của các cơ quan nhà nước là còn hạn chế. Tôi cho là còn hạn chế, không kịp thời uốn nắn chỉnh sửa. Từ cái chỗ đó cho nên là lòng dân không yên như thế. Nhân dân ấy thì chúng ta thấy là được nhiều, nhưng mà cái phần nào niềm tin của nhân dân giảm đối với đảng, tôi cho đấy là cái tổn thất. Một lần nữa xin được cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn. Tiếp
tục thông tin về sự việc hơn 300 du học sinh của Việt Nam tại Australia bị lừa mua vé máy bay giả về Việt Nam qua tài khoản Facebook Vi Trần. Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đã nhận định đây là vụ lừa đảo có quy mô lớn, hoạt động tinh vi, không loại trừ khả năng có một nhóm người Việt cấu kết với nhau để lừa đảo. Theo thống kê, đến thời điểm này, tổng số tiền các du học sinh bị lừa đã lên tới gần 8 tỷ Việt Nam đồng. Chúng tôi đã nối điện thoại với bạn Trần Đoàn Hoài Ân, sinh viên Việt Nam tại Melbourne, Australia, là một trong những nạn nhân của vụ việc này để hiểu rõ hơn một trong những thủ đoạn lừa đảo của Vi Trần. Xin chào Hoài Ân, em có thể chia sẻ đôi điều với khán giả. Làm thế nào em biết tới Vi Trần và diễn biến sự việc diễn ra như thế nào? Em biết được chị Vi Trần này cũng qua một anh bạn. Anh bạn này cũng đã mua vé về Việt Nam trong khoảng thời điểm một năm trước thông qua chị Vi Trần này. Em thấy vừa uy tín lại rẻ nữa, cho nên cũng xin số điện thoại để liên lạc trao đổi với chị bằng tin nhắn. Sau một hồi trao đổi thì chị yêu cầu em gửi số tiền vé qua tài khoản của chị qua Internet Banking. Sau khi xác nhận là tiền đã vào tài khoản rồi, chị gửi cho em một cái vé điện tử. Trong vé có đầy đủ thông tin. Em lên website check lại, thấy ok, rất là yên tâm. Cho đến khi là bạn em truyền miệng là có người lừa đảo bán vé không có đúng chất lượng, không có dùng được. Em cũng hoang mang, lên check lại. Nhân viên nói là vé của em đã bị hủy trong vòng 24 giờ sau khi đặt vé. Sau đó em cố liên lạc với chị Vi để hỏi lại nhưng không có được nữa. Vậy thì hiện giờ em cũng như các bạn du học sinh là những nạn nhân khác có nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ nào từ phía các cơ quan chức năng hay không? Hội du học sinh Việt Nam tại Melbourne là MOPSA cũng đã đại diện cho các bạn trình báo sự việc lên cho cảnh sát. Ngoài ra MOPSA còn giúp tụi em liên lạc với các đại lý hàng không uy tín để có thể tìm ra những chiếc vé rẻ nhất giúp cho những bạn là nạn nhân trong vụ việc này có thể về Việt Nam sum họp với gia đình trong dịp Tết này. Đại sứ quán cũng đã gửi tin và thư để trấn an cũng như cảnh báo và đề nghị các hãng hàng không Việt Nam tích cực hỗ trợ. Xin cảm ơn Hoài Ân với những thông tin vừa rồi và hy vọng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng thì sự việc sẽ sớm được giải quyết để các em có thể về Việt Nam ăn Tết. Và cũng ngay khi sự việc bị phát hiện, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam vừa phát đi thông cáo khẳng định Vi Trần không phải là đại lý chính thức có hợp đồng thương mại với Vietnam Airlines. Theo Vietnam Airlines, việc mua bán giữa khách hàng với Vi Trần là các giao dịch dân sự giữa các cá nhân không liên quan đến Vietnam Airlines. Tuy vậy, Vietnam Airlines sẽ chủ động làm việc trực tiếp trao đổi với Đại sứ quán Việt Nam tại Australia, Hội Du học sinh Việt Nam tại Australia, cũng như một số nạn nhân và cảnh sát của nước sở tại để thu thập thông tin và tìm hướng giải quyết. Hãng cũng sẽ tiếp tục phối hợp với cảnh sát Australia để điều tra về Vi Trần. Đối với những vé đã đặt mua mà được cho là sẽ đi trên các chuyến bay của Vietnam Airlines, hãng sẽ hỗ trợ tối đa việc tra cứu thông tin tình trạng vé để hành khách có những xử lý thích hợp. Đại diện của Vietnam Airlines tại Sydney cũng đã cho biết sẽ làm hết sức mình, sẵn sàng hỗ trợ các du học sinh bằng cách giải đáp mọi thắc mắc cũng như giúp xác định vé máy bay đã đặt có thật hay không, hỗ trợ để những sinh viên có nhu cầu có thể mua lại vé để về nhà ăn Tết. Những du học sinh và người nhà, con em bị mắc kẹt tại Australia có thể bị mua vé giả, có thắc mắc hay cần hỗ trợ từ Vietnam Airlines có thể gửi thư điện tử hoặc gọi đến số điện thoại đang hiện trên màn hình. Tối ngày hôm qua tại Hà Nội, những tập thể sinh viên và cá nhân xuất sắc vừa được vinh danh và tuyên dương trong lễ trao giải thưởng sau tháng riêng 2015. Đó là những sinh viên năm tốt, đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt. Hoạt động do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam ngày 9 tháng 1. 100 sinh viên tiêu biểu trong cả nước đã nhận giải thưởng sau tháng riêng, phần thưởng cao nhất của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam dành cho cán bộ hội đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác và học tập. Nhiều gương mặt từng góp mặt trong nhiều sự kiện quốc tế và các hoạt động tình nguyện. Danh hiệu sinh viên năm tốt và giải thưởng sau tháng riêng được trao hàng năm nhằm thúc đẩy phong trào học tập và giới thiệu những gương người tốt, việc tốt trong sinh viên, những người đang có những cách khác nhau cùng góp sức cho cộng đồng.
Cuộc thi vẽ tranh bảo vệ loài gấu vừa được phát động vào chiều ngày 8 tháng 1 tại trường tiểu học Phụng Thượng thuộc huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, của do Đại sứ quán Hà Lan phối hợp với Tổ chức Động vật Châu Á và Chi cục Kiểm lâm Hà Nội tổ chức. Các em học sinh đã có dịp tìm hiểu về loài gấu tại Việt Nam hiện đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng vì nạn săn bắt trái phép, đồng thời tham gia tô màu vẽ tranh chung tay bảo vệ loài động vật quý hiếm này. Hiện nay vẫn còn trên 1.000 cá thể gấu bị nuôi nhốt trong các trại gấu trên địa bàn cả nước. Riêng tại xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, vẫn còn 30 trại gấu đang nuôi nhốt gần 200 cá thể gấu các loại. Thông qua cuộc thi này, ban tổ chức mong muốn nâng cao nhận thức trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ tương lai trong việc bảo vệ gấu, chấm dứt việc nuôi nhốt hay lấy mật, góp phần bảo tồn hệ sinh học đa dạng của Việt Nam. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của chúng tôi. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi lại các chương trình của Ban truyền hình đối ngoại trên website vtv4.vn hoặc trên trang YouTube. Xin kính chào và hẹn gặp lại!